Chúng mày bước chân vào đây kéo cổ nó vào nhà ông già này. Ôi ơi, mẹ sẽ tìm con công ơi. Xin cái gì hả? Tôi đốt cả nhà này, chọn là cháy hết. Bà ơi hay không? Con ơi, con xem nhà mình làm gì còn cái gì? Con quyển sổ đó vào đây. Không, mẹ xin con, mẹ xin con. Mình làm sao rồi đồng chí? Mẹ xin con. Đưa sổ đỏ cho tôi nhanh lên. Mẹ xin con. Bà không đưa đúng không? Thế thì tôi cho lối ra này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con ơi, các anh ơi, không biết nó đi uống rượu ở đâu về. Nó đòi tôi đưa sổ đỏ ra cho nó để cắm lấy tiền. Tôi dứt khoát không đưa. Bây giờ nó dọa giết tôi và chồng tôi. Mà ông ấy thì bị tai biến nằm đấy, không làm gì được nó. Các anh giúp tôi rồi, các chị bình tĩnh đi. Chị bình tĩnh đi, chị bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ giải quyết. Ôi trời ơi, các anh ơi giúp tôi với. Tình hình khá nghiêm trọng. Đối tượng có vẻ rất ngoan cố. Hắn ta sẽ cho nổ bình ga và giết bố hắn, sau đó sẽ tự sát. Anh sẽ... Đây là sơ đồ khu này. Trong nhà có hai cửa, một cửa chính và một cửa phụ. Cửa phụ dẫn ra phía ngõ đằng sau nhà. Hắn ta đã tẩm xăng vào rẻ để bôi hết lại các vận dụng ở trong nhà. Chuyển đằng nào, chuyển cho tao chứ, chuyển cho tao. Đề nghị anh Công cho chúng tôi đưa bố anh đi cấp cứu. Bố anh đang rất yếu, cần phải được chăm sóc. À, thằng nào muốn chết đây, mày bước chân vào đây tao chém nó không có gì đó lần. Nên nhớ mày, chỉ cần một mồi nữa thôi là chúng mày thúi hết, chết bằng xe cơn. À, vào đây, vào đây. Anh đừng có nghĩ quẩn, hãy để chúng tôi đưa bố anh đi chăm sóc. Mày bảo bà ấy, lấy tình nghĩa của mẹ con ra đưa ra quyển sổ đỏ ấy. À, nếu ấy mà đưa ra quyển sổ đỏ ấy, thì mọi chuyện nó quá đơn giản rồi. Không đến mức nhảy không? Không thể thúc giục anh thêm được nữa rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tấn công từ hai phía. Đề nghị các anh phối hợp hành động, kiểm soát hiện trường nếu như có cháy nổ xảy ra. Được. Các đồng chí, triển khai kế hoạch tác chiến. Rõ. Chúng ta sẽ chia làm hai mũi, Thanh, Hải đột nhập bằng cửa sau. Rõ. Nhanh này, bước vào, tao chém chúng mày chết em. Cửa sau đây các anh ơi. Băng đây, đợi tôi cứu.